suốt ngày nấu nướng linh tinh, chắc gì đã nấu được bữa nào đàng hoàng đấy. Đấy, suốt ngày vẽ vời làm nọ làm kia, xong giờ bị chê là không nấu được cơm gia đình rồi các bác ạ. Nên là hôm nay bằng mọi giá tôi phải nấu cơm cho nhà tôi ăn, để xem còn ai bảo là tôi không nấu được cơm nhà nữa không nào. Món đầu tiên tôi nấu thuộc vào dòng siêu kinh điển của mâm cơm miền Bắc, ốc om chuỗi đậu. Món này thì tôi mê mẩn, ăn thay cơm luôn. Trong khi ngâm ốc với nước vỏ gạo thì tôi sẽ sơ chế các nguyên liệu luôn. Trước tiên là chuối xanh, các bác chọn chuối lùn hay còn gọi là chuối tiêu. Chọn loại chuối già nhưng mà chưa đến đoạn ương chín nha, nấu sẽ rất là ngon. Mua chuối về các bác tước vỏ đi rồi bổ con chì ra như tôi. Ngâm vào bát nước có pha chanh và muối để cho chuối ra hết nhựa đi, nấu cho nó đỡ chát. Bỏ chuối qua một bên làm nốt nguyên liệu khác. Nguyên liệu tiếp theo là thịt ba chỉ. Các bác chọn loại thịt ít mỡ nhiều nạc ăn cho nó đỡ ngấy. Còn đương nhiên bác nào mà thích ăn béo ngậy thì chọn miếng dày mỡ hơn nha. Tôi nhớ của bác bảo là nhiều tiền để làm gì thì đáp án đây, đơn giản. Nhiều tiền thì thích sắm nồi gì là quất luôn bộ nồi ấy trong nửa nốt nhạc. Chứ ít tiền như tôi thì đắn đo mãi nhưng mà thích quá nên là vẫn phải quất về luôn. Bộ 4 nồi chảo Reversing màu hồng này là của thương hiệu Hàn Quốc Neflam. Để tôi dùng từng chiếc cho các bác xem nha. Trước tiên tôi sẽ dùng 24cm. Em nồi này khá là to, nhưng để luộc gà hay nấu canh thì quá là hợp lý luôn. Ốc đã rửa sạch rồi, các bác luộc với nửa bát nước. Đậy vung, vung nhỏ lửa cho ốc sôi lên khoảng 5 phút thì mở vung ra. Đảm bảo cho ốc sôi hết vảy ra rồi tắt bếp. Trong khi chờ ốc nguội để khều ruột ốc ra thì tôi cắt đậu rán trước. Điểm chung giữa các nguyên liệu món này đấy là thái tất ra thành con chì nha. Để rán đậu được ngon thì điều đầu tiên phải có đấy là chảo chống dính. Chắc chắn là chảo chống dính nha. Tôi dùng chảo 24cm này để chiên đậu. Đặc điểm nổi bật của bộ nồi này là công nghệ chống dính của hãng Daikin điều hòa. Chống dính cực kỳ là ưng và dùng được tất cả các loại bếp, từ bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp ga đều ok là hết nha. Có em này rồi thì rán đậu dễ như trở bàn tay luôn. Ốc nguội rồi, giờ đến công đoạn khều ruột ốc. Hôm nay thì tôi chỉ lấy phần miệng ốc thôi cho thịt nó giòn. Còn tùy vào các bác, có thể lấy cả phần xoắn ốc cũng được nha. Ốc tôi đang dùng là ốc nhồi hay còn gọi là ốc bươu đen. Nhớt thì khá là nhiều nên sau khi khều ra thì các bác cắt đôi con ốc ra. Bỏ phần chất thải đi rồi bóp với chanh hoặc là giấm cho nó sạch nhớt và chất thải đi. Sau đó các bác rửa đi rửa lại nhiều lần với nước sạch nha. Món này ăn thì đỉnh của chóp đấy, nhưng mà làm thì lâu chứ phải gọi là bằng cung. Đấy các bác thấy không? Bóp nhớt xong nhìn nó đen xì ra. Tôi rửa đi rửa lại đâu đó 3-4 lần thì nó mới gọi là tạm được. Các bác rửa ốc xong thì quay ra làm chuối nha. Món này nhìn thì lắm công đoạn thế này thôi, chứ thực ra không khó nấu đâu. Nấu cái là ngon ngay à. Chuối các bác rửa sạch cho hết nhựa đi nhá. Để cho món ốc om chuối đậu đẹp mắt và đỡ tanh thì tôi giã thêm củ nghệ, lọc lấy nước nấu cùng. Các bác chỉ lọc lấy nước thôi chứ cho cả bã vào, thi thoảng ăn phải miếng nghệ mất cả ngon ra. Cho nghệ vào chuối, thêm vào đó một thìa mẻ, trộn cho đều lên này. Thịt ba chỉ thì tôi rang trước, đến khi xém vàng các mặt thì các bác cho chuối vào, thêm thìa muối vào xào cùng. Tôi dùng chảo 28cm trong bộ nồi này, lòng chảo phẳng, rộng, thành cao nữa nên là có thể vừa chiên vừa xào được. Phần ốc các bác thì hành vàng lên, cho ốc vào xào săn lại, nhớ là thêm ít muối nha. Sau đó thì đổ chuối vào, thêm nước, đun sôi lên thì thả đậu vào, đun đến khi mà thịt nhừ là được. Trong khi chờ món ốc chín tôi sẽ làm cơm cháy nha. Đúng kiểu cơm cháy ngày xưa luôn ấy, trước nấu cơm bằng bếp củi, đến lúc ăn cơm cứ tranh nhau ăn phần cháy thôi. Trước nấu ăn lúc nào mẹ tôi cũng dặn, cơm sôi bớt lửa, chồng chửi bớt lời. Đấy là bí kíp để nhà lúc nào cơm ngon canh ngọt của mẹ tôi truyền lại á. Tôi nấu cơm cháy bằng nồi nhỏ 24cm đây. Nồi bé bé xinh xinh này hợp với mấy món kho lắm này. Có canh có cơm rồi thì làm một món ngon ngon cho bọn trẻ nữa. Món vừa ngon vừa dễ làm thì cứ thịt gà chiên giòn, bao ngon bao dễ. Gà rửa sạch, tẩm Aziquick loại bột tẩm khô ấy, có gia vị sẵn rồi. Thả vào chảo dầu nóng, chiên nhỏ lửa cho đến khi vàng giòn hai mặt là được. Cho ra đĩa là xong rồi. Rắc thêm lá lốt tía tô vào ốc. Nhìn mâm cơm của tôi thế này các bác đã muốn lao ngay vào bếp nấu cơm chưa nào?